Chào tất cả anh em đã quay lại kênh Biếu Được. Hôm nay chúng ta có gì nào? Nhà chính bất ngờ xuất hiện hiệu ứng kỳ lạ. Một số thay đổi nhỏ của huyết đao nhưng rất đáng chú ý. Vừa ra mắt bộ kim mới, Riot lại bị game thủ chê bai vì sử dụng lại kim cũ và tô màu làm giá. Nhà chính bất ngờ có hiệu ứng kỳ lạ. Nhà chính là nơi quan trọng nhất của một trận đấu liên minh huyền thoại, hay còn được mô tả là một khối pha lê khổng lồ, là nguồn năng lượng sản sinh ra lính. Trong lịch sử phát triển liên minh huyền thoại thì cơ chế nhà chính không thay đổi quá nhiều, có chăng chỉ là cập nhật diện mạo mà thôi. Tuy nhiên mới đây ở mấy chỗ thử nghiệm đã có một hiện tượng lạ xuất hiện ở nhà chính. Như trong video chúng ta có thể thấy được một làn khói trắng mờ ảo xuất hiện bao quanh lấy nhà chính. Điều quan trọng là nó xuất hiện để làm gì? Nhiều game thủ đã đưa ra hai luồng suy đoán, phần lớn liên quan đến việc làm lại cuộc Volibear hoặc đơn giản chỉ là Riot muốn cập lịch cho nhà chính mà thôi. Một số thay đổi nhỏ của Huyết Đao rất đáng chú ý với những anh em thích đi lẻ và solo. Cụ thể, Huyết Đao được giảm giá từ 3.100 xuống 3.000 vàng, sát thương tăng từ 50 lên 55%. Nhưng vấn đề ở đây là nội tại của Huyết Đao tăng lượng tốc độ đánh lớn nhất khi đạt cấp 18, cộng 20 đến 80% tốc độ đánh khi có một hoặc không có tướng gần đó. Rất thích hợp với những anh em nào thích solo đánh lẻ. Vừa ra mắt bộ skin mới, Riot là bị game thủ chê bai sử dụng skin cũ và tô màu làm giá. Chủ đề của cái đối tượng lần đầu xuất hiện chính là bộ trang phục tối thượng đắt nhất game dành cho F-Zero, mang rất nhiều tính năng và tương tác đặc biệt. Tuy nhiên trên thực tế càng về sau thì trang phục của cái đối tượng lại được game thủ không mấy ưa thích lắm. Do đây là một chủ đề trống rỗng, không có cốt truyện hoặc nền tảng phía sau để tạo ra nhiều hướng đi mới cho các trang phục tương lai như chủ đề về binh tú hoặc là siêu phẩm. Hơn nữa, hai trong bốn trang phục vũ khí đối thượng mới được giới thiệu hôm qua của Phantom và Lucian có phần cắt sống hai kim trước đó của họ. Nếu như Lucian chỉ sống phần chỉ nằm cơ thể và khác mọi thứ hoàn toàn có thể chấp nhận được, thì Phantom với hai hình ảnh gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ khác phông nền trang phục và vũ khí mà thôi. Với hình ảnh kia này, fan hâm mộ chỉ ra rằng Riot sử dụng lại các trang phục cũ, thêm vào đó vài chi tiết và hiệu ứng để làm trang phục mới, và tiện tay bán cho chúng gói bé tập tô màu, đa sắc để đa dạng skin cho game thủ. Đặc biệt trang phục hàng hiệu lần này tiếp tục bị than phiền khi nó chỉ là đa sắc màu vàng dành cho Lucian. Và hơn thế nữa, Lucian cũng không thích hợp với chiếc áo tròn màu vàng ống như các trang phục tướng nữ khác. Tiếp theo video mà anh em thưởng thức các khoảnh khắc trong ngày của các streamer, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký kênh khi xem xong video nha anh em. Okay, I'm hoping some of the ingredients sound pretty good.
buddies getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club. It's not! What a non runner! Back. Oh no. They forgot about me. They just let me run through. They let me run through. Please tell me you get it. Please. Put it down, please. If you're gonna leave, I'ma let you go. So fucking strong.